tôi tên là Lâm Thanh Thảo, tôi đến từ thành phố Long Xuyên. Tôi rất là vui khi được dự chương trình này. Lần đầu tiên tôi nghe thông tin về solo cùng Bolero, tôi rất là vui bởi vì Thảo đam mê dòng nhạc này từ bé, khoảng 8 tới 10 tuổi là rất là thích những dòng nhạc Bolero. Và ngay khi biết được là có cuộc thi này thì tôi đã đến đăng ký rất là sớm, và ngày hôm nay thì tôi đến từ lúc 6 giờ mấy và cho tới bây giờ, chờ đợi đến bây giờ thì cảm giác rất là rung nhưng mà rất là vui khi được dự chương trình này. Đến cuộc thi thì ai cũng mong mình sẽ được đoạt giải, nhưng mà mình Thảo thì Thảo không nghĩ tới cái chuyện mình sẽ được đoạt giải. Thảo muốn đến đây để thỏa cái niềm đam mê của mình. Trước đây khi mà mình chưa có chuyển giới thì mình ra đường thì rất là ngại, và khi sau khi mình đã chuyển giới rồi thì tôi cảm thấy là rất là tự tin. Cho dù đứng trước tất cả mọi người, cho dù ở đâu và đi đến đâu thì tôi không có ngại điều đó. Và rất là vui khi được đến với chương trình này, mong rằng mang đến nhiều màu sắc cho cuộc thi. Vâng, đến với cuộc thi em xin gửi đến bài hát Nhớ Nhau Hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố. Gió ở trên non, gió cuốn mây về. Rồi, đâu cần phải hát nặng nề thế đâu. Hãy cho bạn một cơ hội nữa, nữa một cái bài khác nữa cho mình cho Nhung. Nắng ở trên non, trên non. Nãy Bolero rồi, bây giờ bạn rồi. Muốn cơ dân ca cho. Để bạn dân ca giùm. Rồi. À ơi ơi tiếng ru giấc trưa hè, đêm đêm tiếng mẹ còn ru con. Mẹ đứng bên sông chiều nay gió thổi phương nào, rồi nhớ thương con nhiều đêm mắt mẹ buồn hiu. Lòng xót xa đau, chờ mong tóc đã phai màu. Đàn én phương xa về đây nhớ mẹ nhiều hơn. Rồi, đã sở trường hơn phải không? Hát dạ, tốt hơn. Dạ, cái này là sở trường hơn nè. Rồi. Vì bài dân ca này hay, bạn sẽ được chọn. Dạ. Nhưng mà để vòng sau thì bạn hãy chọn một bài Bolero và hát thật tốt. Bolero hay như là hát nhớ bài dân ca này. Là phải cái lần sau là nó khó hơn lần này nhá. Nhớ là phát âm cho nó chuẩn giùm Nhung dạ. Nha. Trên non mà trên non nha. Dạ. Rồi. Rồi. Xin chào. Tôi không biết nói gì hơn bởi vì tôi đã được thành công cái vòng loại này. Lúc nãy thì tôi vừa chinh phục ban giám khảo một bài hát dân ca, và mong rằng chiều nay thì tôi sẽ hát một bài Bolero để chinh phục ban giám khảo, và mong rằng sẽ cũng được thành công giống như dòng